Một năm sau đợt huyết sắc thí luyện, Hàn Lập vẫn liên tục miệt mài luyện tập phương thức chế tạo phù lục. Tuy mới chỉ là phù lục nhất đạo, vậy nhưng độ khó của nó lại quá lớn, chế tạo liên tiếp thất bại. Lần trước may mắn lấy được bí pháp đại diễn quyết của Thiên Trúc Giáo từ trên người của lão gia họ Diệp. Hàn Lập tới giờ mới có thời gian xem xét, đáng tiếc là bộ này chỉ có một nửa, nếu có thể luyện tới cao tầng, có thể phân thần khống chế hơn 100 bộ khổ lỗi, dùng số lượng áp đảo tu sĩ đồng cấp cũng không phải chuyện khó. Không chờ đợi thêm, hắn lập tức muốn thử nghiệm điều khiển khôi lỗi luôn, kết quả không mấy khả quan. Luyện đan, phù lục, trận pháp, khôi lỗi, linh sủng, tất cả đều muốn học. Vấn đề này cần rất nhiều thời gian lẫn công sức nên hắn đành phải gác lại sau. Trước mắt học một môn công pháp để thăng thực lực mới là quan trọng nhất. Cùng lúc này tại Yến Gia Bảo, bảo chủ Yến Viêm thực lực kết đan trung kỳ đang vô cùng sốt ruột, con gái Yên Nhi của hắn vì lý do nào đó mà hồn mê bất tỉnh đã lâu. 200 năm nay, Yến Gia Bảo mới xuất hiện một thiên tài có thiên linh căn như nàng. Chuyện nàng bị hôn mê không tỉnh này là một tổn thất rất lớn. Hiện tại thuốc không thể tìm được, Yểm Nguyệt Tông cũng không có ý hỗ trợ. Tên Lưu trưởng lão biết bảo chủ đang thất vọng nên lập tức giới thiệu cho một người tu sĩ ngoại quốc. Kẻ này là người mà Lưu trưởng lão nói tới, hắn chính là thiếu chủ của ma giáo, cũng là người đã giết chết các đệ tử Linh Thú Sơn tham gia huyết sắc thí luyện và là người đứng sau ra lệnh cho Trung Ngô. Nhìn thấy tên này còn trẻ tuổi, vậy mà thực lực đã tới trúc cơ trung kỳ, bên cạnh còn có thêm hai tên trúc cơ hộ vệ nữa, bảo chủ Yến gia cũng khá bất ngờ, xem ra lai lịch cùng thân phận không tầm thường. Lần này Yến gia bảo tổ chức đoạt bảo đại hội, dường như là có chuyện gì đó muốn thông báo nên đặc biệt mời các đệ tử trong thất đại môn phái tham gia. Hàn Phong Cốc cũng nhận được thiệp mời, Lý Hoa Nguyên muốn Hàn Lập tới đó tham dự. Ngoài ra đệ tử của Hồng Phất trưởng lão là Đồng Huyền Nhi cũng được phái đi. Việc chỉ cử hai người ra ngoài lại là một cặp nam nữ, từ điều này có thể nhận thấy bọn họ đang định gắn ghép hai người trẻ này lại thành một đôi. Mặc dù Hàn Lập và Lý Hoa Nguyên là sư đồ, vậy nhưng hắn vẫn không muốn làm việc mà không có lợi ích. Lý Hoa Nguyên không còn cách nào khác là đành phải để cho Hàn Lập tùy ý lựa chọn một bộ công pháp. Vừa vặn lại nhìn thấy tờ giấy màu vàng khá giống với của Phong Nhạc, vậy nên hắn lập tức chọn luôn. Tại Yến Gia Bảo, ý định của tên thiếu chủ mà giáo cũng dần dần hiện rõ. Ngoài mặt nói chữa trị, thực chất lại đem sinh mệnh của người khác truyền vào cơ thể nàng. Cách này có thể giúp Yên Nhi sống lại, vậy nhưng không thể khôi phục thần trí. Thậm chí tên thiếu chủ này lại ngỏ ý muốn cưới Yên Nhi làm thê tử. Hành động chữa trị của hắn bị Lưu trưởng lão vô tình nhìn thấy, nghi ngờ hắn có âm mưu, vậy nên lão lập tức bẩm báo, đồng thời tự mình đi điều tra chứng minh. Ngày hôm sau, Lưu trưởng lão lập tức tới gặp mặt tên thiếu chủ. Hóa ra trước đó tên thiếu chủ đã sử dụng linh thạch để dụ dỗ Lưu trưởng lão, nhờ hắn tiến cử mình lên với bảo chủ. Hiện tại mọi chuyện đã hoàn thành, hắn không ngần ngại giao ra linh thạch. Vậy nhưng Lưu trưởng lão có thể rời đi hay không lại là một chuyện khác. Trước khi lão tới đây, hắn đã âm thầm bố trí huyễn trận huyết linh đại pháp giết chết Lưu trưởng lão. Vì đã có an bài về nên hành động Lưu trưởng lão có đi mà không có về, giúp cho Yến Viêm cũng biết được bộ mặt thật của tên thiếu chủ. Tuy nhiên tên này lại cao tay hơn bằng cách chủ động tới gặp mặt Yến Viêm. Mọi chuyện đã không thể che giấu, vậy nên hắn cũng thẳng thắn nói ra lai lịch của mình. Tên của hắn là Vương Thiền, gia phụ là đương kim môn chủ của Quỷ Linh Môn. 300 năm trước, Yến Gia Bảo chính là xuất thân từ Quỷ Linh Môn, nên hiện tại hắn muốn để Yến Gia Bảo lần nữa quay về. Trước khi tới đây, bọn chúng đã tập hợp đại quân, vài hôm nữa sẽ phát binh đánh tới thất đại môn phái. Yến Gia Bảo nằm ở biên thùy nên hiển nhiên sẽ đứng mũi chịu sầu. Sau một hồi suy nghĩ, Yến Viêm cũng đành phải hợp nhất với Quỷ Linh Môn. Về phần Hàn Lập, sau khi đã lấy được mảnh giấy vàng, hắn quay lại động phủ, đem hai mảnh kết hợp lại tạo thành bộ kiếm thuật thanh nguyên từ tầng 1 tới 30, còn có thanh trúc phong vân kiếm và tam chuyển trung nguyên công. Công pháp đó có thể giúp đột phá bình cảnh của kết đan kỳ, xem ra lần này thu hoạch được không ít. Vừa mới học xong thì Đồng Uyên Nhi, thực lực trúc cơ trung kỳ cũng tới. Vì nàng ta tu luyện mỹ thuật nên sau khi nhìn thấy bộ dáng không quan tâm của Hàn Lập, Đồng Uyên Nhi lập tức sử dụng mỹ thuật mê hoặc. Đáng tiếc, chiêu thức còn chưa tới đã bị Hàn Lập dùng thực lực hóa giải. Sau đó cũng không quên nhắc nhở nàng ta hạn chế sử dụng cách này tại Yến Gia Bảo, tránh cho việc gây ra tai họa. Nói rồi hai người cũng lên đường. Trước ngày đại hội diễn ra, Yến Gia Bảo vô cùng náo nhiệt. Thay vì nghe theo lời Hàn Lập đang nhắc nhở thì nàng ta lại vẫn như cũ sử dụng ra mỹ thuật. Hành động này vô tình lọt vào con mắt của Vương Thiền. Hàn Lập cũng phát hiện sư muội của mình không chịu ở yên một chỗ nên kéo tay nàng rời đi. Đến khách trạm, vì hôm nay quá đông, phòng trống chỉ còn thừa một cái nữa, Đồng Uyên Nhi bức xúc vì bản thân đường đường là đệ tử của Hoàng Phong Cốc. Ấy vậy mà giờ đây lại không được ưu ái, cho nên vô cùng tức giận và bỏ đi, mặc kệ lời khuyên can của Hàn Lập. Cáo từ xong mấy vị huynh đệ trong thất đại môn phái, Hàn Lập cũng chạy đi tìm Đồng Uyên Nhi. Vậy nhưng chưa tìm thấy người thì hắn lại gặp một cố nhân khác. Nàng ta chính là con gái của Mạc Đại Phù, Mạc Thầy Hoàn, hắn tò mò hỏi thăm mục đích nàng xuất hiện ở đây. Mùa đông năm kia, kẻ thù trước kia của cha nàng là Ngũ Sắc Môn đầu nhập vào Hinh Vương Phủ ở Kinh Thành. Bọn họ dòm ngó vào cơ nghiệp của Mạc gia nên tìm cơ đánh tới tận cửa. Những người khác đều thiệt mạng, chỉ riêng nàng may mắn trốn được, sau đó tìm cơ hội trốn khỏi Lam Châu.
Về phần khôi lỗi mà Hàn Lập để lại, vài tháng trước khi Mặc Phủ bị tập kích, khôi lỗi đột ngột không nhận ra mọi người nữa, sau đó bỏ chạy. Hàn Lập nghe xong cũng bất ngờ, sau này có cơ hội phải điều tra lại. Hắn cũng đem mọi chuyện từ khi chia tay tới bây giờ kể lại. Trong lúc hai người đang tâm sự thì Đồng Uyển Nhi đã ở nơi khác uống rượu. Tuy là nữ nhân vậy nhưng dễ dàng cân luôn hai gã nam nhân. Nhìn thấy Hàn Lập đang đi dạo cùng nữ nhân khác, Đồng Uyển Nhi liền tức giận. Cứ tưởng lúc mình bỏ đi, hắn sẽ lo lắng. Ấy vậy mà lúc này lại cùng nữ nhân khác tâm sự. Tạm biệt xong, Hàn Lập cũng quay về phòng, bước lên cầu thang liền nhìn thấy hai người nằm dưới đất. Biết có chuyện chẳng lành, hắn vội vã quay về phòng và bắt gặp tên Vương Thiền đang tay cầm tay thân mật với sư muội của mình. Bị phá đám giữa chừng, cộng thêm lời đe dọa của nam chính, hắn liền buông tay Đồng Uyển Nhi xuống, sau đó ngỏ ý muốn cùng Hàn Lập giao thủ vài chiều. Động tĩnh gây ra khiến người bên ngoài chú ý tới, tên kia thấy vậy liền nhảy qua cửa sổ bỏ chạy. Người đến là mấy vị bằng hữu buổi tối gặp bên dưới khách điếm, Hàn Lập cũng không dám đem mọi chuyện nói ra nên đành lấy lý do chậm vặn để biện mình. Biết không có gì e ngại, ba người cũng rời đi. Về phần Đồng Uyển Nhi, nàng rất nhanh cũng tỉnh lại. Hắn đem chuyện chiều nay nói ra, từ lúc vào thành đã cảm thấy bản thân bị chú ý tới. Hiện tại hắn hy vọng nàng nghe lời, không được hành động tùy ý. Lần này được giải cứu, độ hào cảm của Đồng Uyển Nhi đối với Hàn Lập cũng tăng nhiều. Nhìn thấy vị sư huynh ngồi dưới đất có phần lạnh lẽo, nàng ta cũng không quên ngỏ ý mời lên giường mà nằm. Hàn Lập vừa nghe xong liền giật mình không dám lên tiếng nữa. Qua ngày hôm sau, đại hội chính thức được bắt đầu, không khí cũng náo nhiệt hơn mấy ngày trước. Mục đích của Yến Gia Bảo muốn thông báo lại là hôn lễ của Yên Nhi và Vương Thiền. Tuy tối hôm đó tên Vương Thiền đeo mặt nạ, vậy nhưng sau khi nhìn thấy, Hàn Lập vẫn nhận ra. Biết mọi thứ sắp tới không ổn, hắn liền nhắc nhở, cũng kéo tay nàng lùi về sau. Vừa mới thốt lên câu khai mạc, trận pháp đã hiện ra bao phủ mọi người vào bên trong. Nhìn vào màu đỏ máu, ta cũng dễ dàng nhận ra đây là huyết linh đại trận mà trước đó hắn đã sử dụng để đối phó với Lưu trưởng lão. Một vài người bên dưới cũng nhận ra lai lịch của nó. Ở bên trong pháp trận, tu vi bị áp chế, pháp khí cũng vô dụng. Hiển nhiên đây là cái bẫy, mục đích chính là muốn đem tất cả hốt gọn làm một mẻ. Hàn Lập nhanh trí sử dụng ra phù lực, phương thức này xem ra có hiệu quả, kết giới lập tức bị nứt vỡ. Bồi thêm hai đòn của công pháp luyện khí kỳ, kết giới cũng bị thủng một lỗ. Mọi người nhanh chân chạy ra ngoài rồi bắt đầu một màn đột phá vòng vây. Những người không kịp chạy ra đều bị giết chết, hồn phách bị dung nạp vào người của Yên Nhi. Những người may mắn thoát ra bên ngoài cũng bị Vương Thiền truy đuổi. Từng người cứ như vậy bị giết chết, người sống thì ít, người bị giết thì càng lúc càng nhiều. Không dừng ở đó, xung quanh Yến Gia Bảo cũng được bao phủ bởi một cấm chế nữa, cho nên muốn chạy ra khỏi thành là chuyện vô cùng khó khăn. Tuy nhiên may mắn dường như lúc nào cũng mỉm cười với Hàn Lập. Trong lúc nguy cấp nhất mà cô nương lại xuất hiện, hai người vội vàng chạy vào bên trong lẩn trốn. Nàng biết có một lối mòn thông ra bên ngoài nên vội vàng dẫn mọi người tới đó. Về phía tên Vương Thiền, sau khi đem mọi người bên trong huyết linh đại trận sử dụng cho Yên Nhi thì chuyện chữa trị cũng hoàn tất. Hắn cũng không ở lại thêm nữa, công việc tiếp theo cần phải làm là giải quyết mấy con cá lọt lưới, tránh cho mọi chuyện bị lộ ra ngoài. Trải qua một hồi di chuyển cũng ra tới bên ngoài, vậy nhưng cả ba còn chưa kịp nghỉ ngơi thì tên kia đã đuổi tới. Hàn Lập kêu Mạc Thầy Hoàng rời đi trước, đồng thời nhắc nhở Đồng Uyển Nhi phân ra làm hai đường. Bạn cũ gặp lại, hai người cũng không quên dành chút thời gian tâm sự. Biết mục đích của Hàn Lập là câu kéo thời gian, Vương Thiền cũng đi vào vấn đề chính, đó là hỏi thăm tên tuổi. Hàn Lập tất nhiên không thể nào đem sự thật nói ra được, cho nên vẫn dùng cách cũ là báo danh ra cái tên Lệ Phi Vũ. Chào hỏi đã xong, hai người cũng bắt đầu động thủ. Thực lực của Vương Thiền là trúc cơ trung kỳ, Đồng Uyển Nhi cũng là trúc cơ trung kỳ. Vậy nhưng vì có thêm trận pháp giúp đỡ, hắn dễ dàng cân hài. Hai người liên tục phi hành nhằm thoát khỏi phạm vi của pháp trận. Cách này hiệu quả, vậy nhưng lại tiêu hao quá nhiều pháp lực, sử dụng trong thời gian dài sẽ bị kiệt sức. Biết kéo dài tình thế như này không ổn chút nào, hắn mạnh mẽ nắm lấy tay Đồng Uyển Nhi rồi ném nàng ra ngoài. Bản thân vốn quen hành động một mình, nàng ta ở lại càng làm hắn thêm phân tâm. Sau khi thoát ra, Đồng Uyển Nhi liền mang theo lo lắng quay về tìm viện trợ. Vương Thiền mỉa mai xong liền triệu hồi ra thiên quỷ. Ngay sau đó, một con quái vật dung nham hung ác cũng từ dưới đất trồi lên, bộ dạng vô cùng to lớn dữ tợn. Một thương đập xuống khiến mặt đất nứt ra thành nhiều mảnh. Tuy nhiên bấy nhiêu đó lại không thể làm khó được nam chính. Hắn nhanh nhẹn né tránh, mặc kệ nó phun lửa hay đâm thương, Hàn Lập đều đỡ được. Sau đó sử dụng ra pháp bảo đáp trả, đập cho thiên quỷ thành bã. Chứng kiến điều này, Vương Thiền tức giận muốn ra sân, định mồi chiêu luộc thịt Hàn Lập. Hàn Lập cũng không phải khúc gỗ, hắn vội sử dụng thanh nguyên kiếm độn rồi liên tục bón hành khiến cho tên kia gào thét trong sự tức giận. Không chấp nhận được, Vương Thiền lao lên tung một trường cực mạnh vào ngực của Hàn Lập làm nam chính hộc máu. Đứng trước nguy hiểm, Hàn Lập nhanh trí ném ra phi đao, Vương Thiền chỉ cần lắc nhẹ đầu liền né được. Vậy nhưng ai ngờ Hàn Lập lại luôn lẹo hơn dự tính, bị che khuất bởi phi đao là một viên thanh hoài trướng. Ngay khi Vương Thiền phát hiện ra thì mọi thứ đã quá muộn, hắn lập tức bị ăn trọn vụ nổ vào mặt. Lần này thua thiệt cũng là vì chủ quan, thậm chí thanh hoài trướng này còn được luyện chế từ độc của yêu thú mặc sau.
Hiện tại hai người đều bị thương nặng, đều không còn sức chiến đấu nữa nên đành phải chuyển qua cách khác là võ mồm. Trước khi rời đi, Vương Thiên cũng không quên nhắn nhủ, ngày hôm nay hắn đã ghi nhớ trong lòng, lần sau gặp lại tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhìn bóng dáng tên kia biến mất, Hàn Lập mới ngồi xuống, bản thân thực chất cũng bị thương không hề nhẹ một chút nào, chẳng qua cố giả vờ cứng rắn mà thôi. Sau khi mọi thứ đã ổn lại, Hàn Lập cũng đi tìm Mạc Thải Hoàn rồi đưa nàng tới nơi an toàn. An bài xong xuôi, hắn liền quay xe, vậy nhưng trước khi làm điều này, Mạc cô nương cũng không quên ôm một cái chào tạm biệt, không hẹn ngày gặp lại.